Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C. Đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở cái phân khúc C Mazda 3 này đã được phân làm hai phiên bản quý vị và các bạn nhé. Thứ nhất là phiên bản sedan, thứ hai là phiên bản hatchback. Chiếc xe mà hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn đó chính là chiếc xe Mazda 3 ở cái phiên bản hatchback đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh chuẩn là 5.9 km rồi. Nói thật với quý vị và các bạn, tôi đọc công tơ mét những chiếc xe nào mà chúng tôi biết rõ nguồn gốc, chúng tôi biết chuẩn về nguồn gốc và chúng tôi không tua đồng hồ thì chúng tôi mới cam kết với quý vị và các bạn về cái đồng hồ công tơ mét là chuẩn 5.9. Như chiếc xe này là chúng tôi cam kết chuẩn 5.9 quý vị và các bạn nhé. Còn lại là những chiếc xe mà chúng tôi mua, thứ nhất là có thể là qua nhiều chủ rồi, và cái thứ hai nữa là bây giờ tua cái đồng hồ nó rất là dễ thôi quý vị và các bạn ạ. Chỉ 200.000 đồng là bất kỳ ai cũng có thể tua được cái đồng hồ công tơ mét của xe ô tô. Cho nên là chiếc xe nào mà chúng tôi cam kết chuẩn là chúng tôi sẽ bảo là cam kết chuẩn quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết chuẩn đồng hồ công tơ mét là 5.9 km và đồng hồ chuẩn đấy ạ. Chiếc xe này quý vị và các bạn xem về đồng hồ công tơ mét thì quý vị và các bạn phải xem về tất cả về cái vẻ đẹp từ nội thất cho đến ngoại thất, và quan trọng nữa là quý vị và các bạn phải xem về cái phần dàn lốp đây này. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe mới lăn bánh 5.9 chuẩn và dàn lốp, chiếc xe được sản xuất năm 2015 và cái dàn lốp date còn 2015 đây quý vị và các bạn nhé. Dàn lốp cũng còn nguyên bản theo xe, cả một dàn lốp luôn. Tất cả dàn lốp còn nguyên bản theo xe quý vị và các bạn nhé. Đây này, date lốp là 2015, chiếc xe cũng sản xuất năm 2015 luôn đấy ạ. Đấy, nó phải là còn nguyên bản, đồng hồ nó mới chuẩn. Chứ còn nếu như mà bây giờ mà bảo 5.9 mà đồng hồ cái lốp này lại thay hết rồi thì là phải nói là chiếc xe nó chạy nhiều rồi đấy quý vị và các bạn ạ. Đó. Đây ạ. Tôi cho quý vị và các bạn xem là cả cái dàn lốp này còn nguyên bản hết nhá. Đây. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 là date lốp cũng 2015. Lốp sơ cua còn chưa hạ đây cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Nói về đồng hồ chúng ta phải xem cả về mọi cái nữa chứ không phải là căn cứ vào đọc cái đồng hồ không quý vị và các bạn ạ. Đây, cái lốp sơ cua còn chưa hạ này. Lốp sơ cua còn mới tinh nhé, vẫn còn nguyên vạch sơn màu xanh đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn này về tất cả ngoại thất cho đến nội thất, rồi đến những cái phần động cơ để quý vị và các bạn này cùng xem, để quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình, cho gia đình hoặc công ty của mình một chiếc xe hoàn hảo, ưng ý ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì quý vị và bạn xem đây ạ, ba đợt sốc trước này, rất là đều, rất là đẹp. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Đấy, và còn rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ. Tuy có xước sát ở bên ngoài, những chiếc xe được đăng ký biển Hà Nội, chạy ở Hà Nội với dân cư đông đúc, phố phường thì chật hẹp thì không thể tránh khỏi được những cái việc xước sát, cho nên là những cái xước sát nhỏ nhẹ thì chúng tôi cũng đã sơn đi rồi quý vị các bạn nhé. Sơn đi rồi và đánh bóng đi rồi. Quý vị và các bạn bây giờ mua chiếc xe này về thì chỉ có việc đổ xăng vào và chạy thôi. Nếu như thích sang tên thì chúng tôi sẽ sang tên cho, hoặc nếu như mà quý vị và các bạn ở tỉnh thì chúng tôi có thể rút hồ sơ cho quý vị các bạn về có thể sang tên thoải mái ạ. Đây là cái cụm đèn pha của chiếc xe nhé quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe đã được trang bị đèn pha bi xenon. Bên dưới là cái đèn gầm. Đấy, cụm đèn gầm này, đèn xi nhan này, đèn gầm, đèn xi nhan, đèn pha riêng biệt quý vị và các bạn ạ. Và cơ bản là nó còn rất đẹp, rất là mới đây quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái cụm đèn pha này, đèn gầm này, đèn xi nhan. Và gương chiếu hậu cũng là gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương đây quý vị và các bạn nhé.
Đây là cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu cũng rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả. Rất là mới, rất là bóng bẩy ạ. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi đầy đủ rồi, phiên bản Mazda 3 hatchback. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ xem mở chiếc cánh cửa bên lái này ra này. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Trước hết là tôi xin giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ của chiếc xe. Đây là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là keo chỉ là còn nguyên bản hết đấy ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính cho chiếc xe. Gương chiếu hậu là gương gập điện rồi quý vị và bạn ạ. Nội thất thì rất là đẹp. Đây đẹp từ những cái vô lăng cần số. Quý vị và bạn xem về cái đồng hồ đây này. Đồng hồ chạy chuẩn là 5.9 km. Chúng tôi cam kết cái đồng hồ này là chuẩn luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi không tua. Không tua thì chúng tôi mới dám cam kết. Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn này. Cần số cũng rất là mới luôn này. Từ cái bộ ghế da nguyên bản theo xe này, má ghế này cũng rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Không có mất một phân keo chỉ nào đâu ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi lên xe để xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Giữa cũng đã được trang bị cái màn hình giải trí đa phương tiện ở trung tâm, tích hợp camera lùi, hiển thị màn hình DVD. Đây là cái đầu DVD đây quý vị các bạn nhé. Đầu DVD nguyên bản của xe. Camera lùi đầy đủ hết cả rồi. Vô lăng cần số thì rất là đẹp. Đồng hồ mới lăn bánh được có 5.9 km thôi. Đấy, không báo lỗi, không có một cái gì cả. Đấy, rất là đẹp. Từ tay phanh, cần số đều nguyên bản và còn rất là đẹp. Nếu như chạy nhiều thì là phải làm lại những cái này rồi, nhưng nó còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái cụm điều chỉnh của cái màn hình đấy ạ. Và đây là cái phần táp bi cửa bên phụ còn rất là mới, rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị cửa sổ nóc. Đấy, cửa sổ nóc đầy đủ rồi và còn đang hoạt động rất là tốt quý vị và các bạn nhé. Đây là cái cửa sổ nóc khi tôi mở ra và khi tôi đóng lại. Đấy, đây là cái phần cửa sổ nóc nhé. Và đây là cái phần trần này. Trần cũng rất là sạch sẽ, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau của xe quý vị và các bạn nhé. Đây tôi sẽ quay cho quý vị bạn xem là từ những cái phần ốc cốp đã này. Đây là những cái phần ốc cốp này. Keo chỉ của cốp sau còn nguyên bản hết ạ. Đấy, ốc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Điều này là chứng tỏ chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, còn nguyên hết quý vị và các bạn nhé. Đấy, và cơ bản nữa là đằng sau này, quý vị và các bạn này, còn rất là mới, rất là đẹp luôn này. Vì là chiếc xe này là chủ xe đi cũng không có để đồ, cho nên là nó còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy. Đây là cái đèn công tắc cốp sau. Tôi đang tắt đi đã, tiết kiệm nhiên liệu, không tí là nó là yếu ắc quy. Vì là tôi mà không nổ máy là để là hay bị yếu ắc quy. Cái lốp sơ cua cũng còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Chưa hạ lốp sơ cua đâu ạ. Chưa dùng một ít đồ phụ kiện nào cả. Đây những cái đồ lốp sơ cua nó còn, những cái đồ này cũng còn nguyên, chưa dùng đến. Đây là cái kích này này quý vị và các bạn này. Mới tinh lại, kích mới tinh chưa dùng đến đâu ạ. Rất là đẹp. Chủ xe này chắc là hay chăm sóc bảo dưỡng tại Mazda Lê Văn Lương quý vị và các bạn nhé.
Cho nên là quý vị và các bạn có thể check thông tin tại hãng vào Mazda Lê Văn Lương, đọc biển số hoặc là số khung số máy là chúng ta có thể check được rồi. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ nhá. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, ốc bản lề này rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Tiếp theo là tôi sẽ mở cái cánh cửa bên phụ này ra. Bên phụ cũng có bấm tay để mở cửa quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ này, đây là cái phần keo chỉ vẫn còn nguyên bản quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Đấy, từ những cái ốc bản lề này còn nguyên hết luôn ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn ạ. Phiên bản Mazda 3AT, tức là số tự động đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Nội thất da nguyên bản còn rất đẹp. Táp lô này, táp lô cũng rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về động cơ của chiếc xe này ạ. Trước tiên xem về cái phần động cơ thì chúng tôi cũng giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần ốc cabo đã nè. Ốc cabo còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Đây này, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Còn nguyên bản hết đấy ạ, ốc chưa tháo ra. Đấy, từ những cái ốc xương đầu này, ốc tai này cũng còn nguyên hết đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, còn nguyên tất cả luôn nhé. Thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm mà phải tháo ra từ những cái ốc này ạ. Đấy, quý vị các bạn đi mua xe thì cứ phải xem kỹ ạ. Còn nguyên bản hết ạ. Đấy. Ốc giảm sóc này cũng còn nguyên hết luôn đấy ạ. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 2015 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít và cái động cơ này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy. Ở Hà Nội thì rất ít những chiếc xe này mua để chạy dịch vụ, nhưng trong Sài Gòn thì chạy rất là nhiều quý vị và bạn nhé. Trong Sài Gòn thì những chiếc xe này để chạy dịch vụ đưa đón khách sân bay, đưa đón khách tỉnh thì rất là nhiều. Đấy, vì là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe này là nó còn nguyên bản đây này. Từ cái ốc chân máy này, cao su chân máy cũng còn nguyên. Ốc chân máy còn nguyên ạ. Đến ốc mặt máy này cũng còn hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị ngập nước gì cả. Còn nguyên hết ạ, và còn rất là mới đấy ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 5 vạn 9 km thôi. Đấy, 5 vạn 9 và nó còn mới nguyên như thế này đây này. Từ những cái ốc răng giàn cò này, ốc mặt máy này đấy, ốc răng giàn cò hay còn gọi là ốc mặt máy đấy ạ. Còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nó còn nguyên luôn. Còn nếu như những chiếc xe mà đã làm máy rồi thì nó có rất nhiều nguyên nhân để chúng ta phải làm lại cái máy. Ví dụ như là chạy ít như chúng ta để nhiệt độ của máy nó lên quá cao, thiếu nước mát cũng phải làm lại máy. Hoặc là chúng ta có bị tai nạn cũng phải làm lại. Hoặc là bị ngập nước cũng phải làm lại máy ạ. Đấy, nhưng chiếc xe này nó còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Vì là thứ nhất là nó chạy ít, thứ hai là nó không bị vấn đề gì cả, không bị gặp phải những cái sự cố gì cả, thì là nó còn nguyên bản hết ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.